Cô xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học sang chủ đề các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kỳ Bắc thuộc từ năm 40 đến thế kỷ 9. Tiết học ngày hôm nay, tiết học 21. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và cuộc sống của nhân dân giao châu. Ở tiết học này chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu hai nội dung. Nội dung thứ nhất Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 6. Và nội dung thứ hai, tình hình kinh tế, xã hội và văn hóa nước ta ở các thế kỷ 1 đến thế kỷ 6. Bây giờ chúng ta tìm hiểu nội dung đầu tiên, một nhỏ, chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 6. A nhỏ về hành chính. Thì sau khi đàn áp được cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng, nhà Hán vẫn giữ nghiêng trao giao. Nhưng đến đầu thế kỷ 3, nhà Đông Hán suy si yếu, Trung Quốc bị chia thành ba nước, Nghị, Thục, Ngô. Nhà Ngô tách trao giao thành Quảng Trao thuộc Trung Quốc và Giao Trao, Ao Lạc Cũ. Các em quan sát lượt đồ trao giao thế kỷ 1 đến thế kỷ 6. Em hãy cho biết Châu Giao bao gồm bao nhiêu quận? Những quận trước đây của Âu Lạc là những quận nào? Các em ạ, à, năm 179 trước công nguyên, Triệu Đà xác nhập thắp đai ao Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành hai quận là Giao Chỉ và Cửu Trăng. Năm 11 trước công nguyên, nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia lại thành ba quận Giao Chỉ, Cửu Trăng và Nhật Nam gột với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao. Như vậy, thời bấy giờ, Châu Giao bao gồm 3 quận của Âu Lạc và 6 quận của Trung Quốc. Ba quận trước đây của Âu Lạc là Dâu Chỉ, Cửu Trăng và Nhật Nam. các em quan sát sơ đồ bộ máy cai trị của nhà hán trước khi khởi nghĩa hai bà trưng và sau khi khởi nghĩa hai bà trưng và cho cô biết từ sau cuộc khởi nghĩa hai bà trưng nhà hán có sự thay đổi gì trong cách cai trị em có nhận xét gì về sự thay đổi này thì trước khởi nghĩa hai bà trưng tướng đào trao là thứ sử tướng đào mỗi quận là thái thú có việc chính trị đô ý có việc quân sự những vi quan này đều là người hán dưới quận là hiện do lạc tướng cai quản nhưng từ sau cuộc khởi nghĩa của hai bà trưng thì nhà hán đã đưa người hán sang thay người việt làm hiện lệnh trực tiếp cai quản các hiện Như vậy về chế độ cai trị thì nhà Hán đã đưa người Hán sang làm hiện lệnh. Mục đích chính là loại bỏ người Việt ra khỏi bộ máy cai trị để dễ áp bức bắt lột nhân dân ta. Vậy chính quyền đô hộ bắt lột nhân dân ta như thế nào? Đây là những sản vật do nhân dân ta cống nộp cho chính quyền đô hộ ngọc trai sừng tê giác tờ mồi ngà voi như vậy về chính sách bắt lộc thì chúng bắt dân ta phải nộp nhiều thứ thế lau dịch và nộp cống em có nhận xét gì về chính sách bắt lộc của chính quyền đô hộ chính sách bắt Lộc vô cùng tàn bạo đã nhân nhân ta lâm vào cảnh khốn cùng ngồi Bắc Lộc thế hóa cống nộp chúng còn thực hiện chính sách gì về văn hóa chúng ta sang một đề nhỏ văn hóa thì về văn hóa thế lực phong kiếp phương Bắc tiếp tục tăng cường đưa người Hán sang giao trao buộc dân ta phải học chữ Hán và tiếng Hán, tuân theo luật pháp và phong tục tập quán của người Hán. Vậy mục đích chính của chính sách văn hóa này là gì? Là chúng muốn đồng hóa nhân dân ta, muốn biến nước ta thành buộc, thành hiện của Trung Quốc. Chúng ta sang tìm hiểu nội dung hai nhỏ. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 6 có gì thay đổi? Chính quyền đô hộ Hán nắm độc quyền về sắt và đặt các chức quan để kiểm soát các cao việc khai thác, chế tạo và mua bán đồ sắt. Vì sao nhà Hán lại nắm độc quyền về đồ sắt? Do nguyên nhân ngăn chặn nhân dân ta tạo ra công cụ lao động và vũ khí bằng sắt, hạn chế phát triển sản xuất để dễ dàng cai trị nhân dân ta. Mặc dù bị hạn chế nhưng nghề rèn sắt ở Châu Châu vẫn phát triển. Căn cứ khẳng định nghề ràng sắt vẫn phát triển thì trong các di chỉ mộ cổ thuộc thế kỷ 1 đến thế kỷ 6, chúng ta đã tìm được nhiều đồ sắt về công cụ có rìu, mai, cúc, dao. Về vũ khí có kiếm, giáo, tích, lao. Về dụng cụ có nồi gan, chăn đèn và nhiều đinh sắt. Đến thế kỷ 3, nhân dân văn biển đã biết dùng lưới sắt để khai thác san hô ở miền Nam, người dân còn biết bịt cửa gà trội bằng sắt. Như vậy, tình hình kinh tế của nước ta từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 6 như sau. Về nông nghiệp, thì sử dụng sức kéo của trâu bò để cài bừa, có đê phòng lũ lụt. Nhân dân biết cái lúa hai vụ trên một năm, biết trồng nhiều cây ăn quả thì từ thế kỷ 1 ở Giao Châu, việc cài bừa do trao bò kéo đã phổ biến. Theo Giao Giao Ký thì ở huyện Phong Khuê, miền Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Đông Anh của Hà Nội đã có đê phòng lục. Sự cũ cũng nói, Giao Châu có nhiều cây ngồi, người ta đã biết trồng hai vụ lúa trong một năm, đó là vụ chiêm và vụ mùa, lúa rất tốt. Nông thôn Giao Châu có đủ các loại cây trồng và chăn nuôi rất phong phú, sách Nam Phương Thảo một Trạng, nó đấy một kỹ thuật trồng cam rất đặc biệt của người trao giao. Để chống sâu bọ chăm đục thân cây cam thì người ta đã nuôi lội kiến vàng cho làm tổ ngay trên cành cam. Đó là kỹ thuật dùng côn trùng, diệt côn trùng. Về thủ công nghiệp thì nghề ràng sát phát triển. Bên cạnh đó, nghề gốm của truyền cũng phát triển. Người ta đã biết trắng men và vẽ trang trí trên đồ gốm rồi mới đem nung Sản phẩm đồ gốm ngày càng phong phú về chủng loại như nồi, vò, bình, bát, đĩa, ấm chén, gạch, ngói, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và xây dựng nhà cửa. Cùng với các loại vải bông, vải gai, vải tơ, người ta cần dùng tơ tre, tơ chuối để dày thành vải. Vải tơ chuối là đặc sản của miền đất ao là cũ. Các nhà sử học cũ gọi là vải giao chỉ. Về thương nghiệp, thì đã xuất hiện các chợ làng, những trung tâm đông dân như Ly Lâu, Long Biên. Những nơi tập trung đông dân có cả những người Trung Quốc, Java, Ấn Độ đến trao đổi buôn bán. Chính quyền đô hộ giữ độc quyền về ngộ thương. Đây là hình ảnh về nghề trang sát, nghề làm đồ gốm, nghề giải vải. Và đây là hình ảnh về hộp chợ của nhân dân Giao trao. chúng ta sang một ba nhỏ những chuyển biến về xã hội và văn hóa nước ta ở các thế kỷ 1 đến thế kỷ 6 a à, những chuyển biến về xã hội các em quan sát sơ đồ phân hóa xã hội thời văn lang ao lạc và thời kỳ bị đô hộ Quan sát sơ đồ cho biết nước ta thời Văn Lang ao Lạc có đặc điểm gì? Thì xã hội thời Văn Lang ao Lạc đã phân hóa thành 3 tầng lớp, quý tộc, nông dân, công xã và nô tỳ. Xã hội đã có sự phân biệt giàu nghèo và địa vị Vậy những chuyển biến về xã hội ở nước ta từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 6 như thế nào? Quan lại đô hộ đóng quyền thống trị. Địa chủ Hán có quyền lực, cướp đất, hào trưởng huyệt tuy có thế lực ở địa phương nhưng bị bọn thống trị chàng ép. Các thành viên công xã, nông dân công xã, nông dân lệ thuộc và thợ thủ công là những người làm ra của cải vật chất cho xã hội nhưng họ phải nộp một phần thu hoạch, làm tập dịch cho các gia đình và huyết tộc. Nô tỳ có địa vị thấp nhất trong xã hội. Như vậy, thời kỳ bị đô hộ, xã hội ao lạc tiếp tục bị phân hóa sâu sắc. Về văn hóa, chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện chính sách văn hóa như thế nào đối với nhân dân ta? chính quyền đô hộ đã mở một số trường dạy học chữ hán tại các quận cùng với việc dạy học nho giáo đạo giáo phật giáo và những lọc lệ phong tục của người hán cũng được du nhập vào nước ta Nhân dân ta ở trong các làng xã vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên và sinh hoạt theo nếp sống riêng với những phong tục cổ truyền như xăm mình, nhuộm răng, ăn trào, làm bánh chân, bánh dài. Thế vì sao người Việt vẫn giữ được những phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên? Là vì trường học do chính quyền đô hộ mở để dạy học chữ Hán, sang chỉ có tầng lớp tranh mới có tiền cho con theo học. Còn tuyệt đại đa số nhân dân lao động nhiều khổ không có điều kiện cho con em mình đi học. Do vậy, họ vẫn giữ được những phong tục, tập quán, tiếng nói của Tổ tiên. Nguyên nhân khác là do các phong tục, tập quán, tiếng nói của Tổ tiên đã được hình thành, xác định vững chắc từ lâu đời, nó đã trở thành đặc trưng riêng của người Việt, bản sắc dân tộc Việt và có sức sống bất diệt. Như vậy, tiếp thu những tinh hoa của nền văn hóa Trung Quốc và các nước khác làm phong phú thêm nền văn hóa của mình đó là bài học mà chúng ta rút ra được sau khi học bài học ngày hôm nay